Our lesson today is communication and culture. Ở bài học hôm nay chúng ta sẽ đi vào học phần communication và culture. Cụ thể hơn, trong phần communication thì mình sẽ đi tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến việc nộp đơn xin việc. Còn trong phần culture, mình sẽ làm những hoạt động sau đây. Mình sẽ đọc một đoạn văn, một bài văn về các trải nghiệm trong khi xin việc của bạn Harry. Sau đó mình sẽ thảo luận một số câu hỏi, các em có thể nhìn lướt qua một số câu hỏi ở đây nhé. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tiến hành luôn một số các hoạt động trên IC Books các em nhé. Communication, work-related issues. 1. Work in groups and discuss these questions. Ở đây các em sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên, một người trẻ thì nên đi làm ở độ tuổi nào? Các em sẽ đưa ra lý do. Thì ở độ tuổi em có thể chọn đáp án A, B, C tùy theo các nhóm các em thảo luận nhé. Câu thứ hai, ba phẩm chất nào là quan trọng nhất đối với người đang đi tìm việc? Và em sẽ chọn trong cái list sau đây và đưa ra lời giải thích cho em. Câu số 3, những kỹ năng nào mà những kỹ năng gọi là quan trọng nhất nào mà nhà tuyển dụng cần? Và em sẽ đưa ra lý do. Ở đây các em sẽ chọn list các kỹ năng này các em nha. Mình sẽ qua phần số 2. 2. Present your group's ideas to the class. Thì sau khi bàn luận xong thì các em sẽ trình bày ý tưởng, ý kiến của nhóm các em cho lớp. Thì các em có thể tham khảo phần câu trả lời ở đây các em nhé. Mình sẽ qua activity 1 của phần culture. Culture 1. Read the text about the job-seeking experiences of Harry, an English school leaver, and decide whether the following statements about it are true, false, or not given. Tick the correct box. Ở đây các em sẽ đọc đoạn văn và tick true, false hoặc là not given. Ở đây câu số 1, Harry muốn đi học đại học nhưng điểm A của anh ấy thì quá thấp. Ở đây mình tìm thông tin trong đoạn. Ở đây mình có câu này, my results were not great but probably high enough for university. Vậy rõ ràng ở đây là false. Câu số 2, Harry tin rằng là sẽ dễ tìm được một công việc thực tập bởi vì nhiều công ty muốn tuyển những người giỏi, những người tốt nghiệp giỏi. Thì ở đây mình thấy, này, I thought there would be lots of companies looking for bright school leavers, những vậy. Vậy rõ ràng ở đây sẽ là phương án true. Lần lượt câu 3, 4, 5 các em cũng làm tương tự và tìm thông tin trong đoạn văn. Sau đó các em sẽ nhấn nút submit để kiểm tra lại kết quả các em nhé. Mình sẽ qua hoạt động cuối cùng của phần culture. 2. Discuss the following questions with a partner. Ở đây các em sẽ thảo luận câu hỏi với bạn của em. Em có nghĩ rằng em có thể thành công mà không cần bằng đại học hay không? Và em có biết người trẻ nào hoặc là người đã đi theo một con đường sự nghiệp tương tự như vậy tại Việt Nam hay không? Và em có thể học hỏi được những gì từ công việc của bạn Harry, từ cái việc tìm kiếm kinh nghiệm của bạn Harry đấy. Rồi, như vậy các em sẽ thảo luận với bạn của mình và đưa ra phần trả lời cho mình ở câu hỏi này các em nhé. So that's the end of our lesson today. Don't forget to use IC Books to do all the exercises again. I'll see you in another lesson. Bye!